Hôm nay Việt Architect Group mời các bạn chiêm ngưỡng ngôi nhà ống sâu 35 m thiết kế ấn tượng vẫn ngập tràn nắng gió. Công trình được thiết kế bởi Oddo Architect được đăng trên tạp chí kiến trúc Archdaily. Nhờ mặt tiền rỗng cùng 4 khu vườn và 10 bùn cây đan sen, ngôi nhà sâu hun hút trở nên xanh mát. Công trình mang tên Cộng hòa House nằm trên một tuyến đường lớn với mật độ dân cư cao tại Hà Đông là nơi ở của gia đình ba thế hệ. Mảnh đất rất sâu, chiều rộng hơn 4 m Chiều dài lên tới 35m để không gian căn nhà nhiều ánh sáng, thông gió, ngăn được khói bụi và tiếng ồn bên ngoài, các kiến trúc sư mất 3 tháng mới đưa ra được giải pháp tối ưu cho công trình. Công năng của ngôi nhà được tách biệt thành hai khu, khu thương mại hai tầng và khu dành cho gia đình. Không gian chung của khu vực gia đình như phòng khách, thư viện, phòng ăn và nhà bếp được bố trí ở các tầng khác nhau với độ cao trần khác nhau nhằm tạo ra không gian liên tục mở để duy trì giao tiếp của gia đình với nhau dễ dàng hơn. Thiết kế này giúp cho không gian được mở một cách hợp lý và mang lại cảm giác rộng rãi bất ngờ, mặc dù chiều rộng của ngôi nhà có hạn. Ngoài ra, phòng ngủ của hai con được bố trí phía trên khu vực trung chính, bên cạnh các khoảng không gian trống, cho phép kết nối với các thành viên trong gia đình ở tầng dưới. Khu vực yên tĩnh nằm trong cùng của ngôi nhà, bao gồm phòng ngủ của ông bà và phòng ngủ chính của bố mẹ. Mặt tiền của căn nhà được thiết kế hai lớp, đặt bổ phết, với lớp vào ngoài cùng bằng gạch xếp tạo lỗ và lớp trong bằng kính khung sắt. Hệ mặt tiền hai lớp kết hợp vườn cây ở giữa giúp ngôi nhà chắn bụi bẩn, che nắng mà vẫn thông gió tự nhiên dọc theo cả chiều dài tòa nhà. Mặt tiền có ô cửa sổ lớn kích thước 095 x 1 m. Nó cho phép nhiều ánh sáng vào nhà khi cần thiết, đồng thời làm mặt tiền trở nên khác lạ. Bên trong, công trình lấy cảm hứng từ những ngôi nhà cổ ở Hà Nội. Không gian ngập nắng, gió nhờ bốn khu vườn chính và 10 bùn cây lớn đan xen các loại cây trồng như khế, bưởi, lộc vừng, hoa giấy vừa thân thiện với người Việt vừa sống khỏe, có lá xanh quanh năm và ít dụng lá. Nhờ hệ thống tưới nước tự động, gia chủ đỡ mất công chăm sóc mà vẫn giữ được không gian xanh trong nhà. Các không gian sinh hoạt chung như phòng khách, thư viện, phòng ăn và bếp được sắp xếp và bố trí với những độ cao sản khác nhau và kết nối bằng bậc thang. Phần yên tĩnh gồm các phòng ngủ. Hai phòng ngủ trẻ em được đặt trên không gian sinh hoạt chính. Phòng ngủ của ông bà và bố mẹ nằm ở phía trong cùng của ngôi nhà. Nhờ những khoảng thông tầng, không gian trở nên mở và tạo cảm giác rộng rãi hơn dù chiều ngang nhà không lớn. Ngoài ra, các thành viên gia đình dễ dàng quan sát và giao tiếp với nhau.